Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cứu mẹ khỏi bị cha đánh đập tàn ác ngay trong ngày Tết, chàng trai Lê Anh Tuấn, sinh năm 1995, đã biến thành nghịch tử hại cha. Thế nhưng nỗi đau tột cùng mà Tuấn không ngờ tới lại chính là việc bà nội banh cha đến đồn công an yêu cầu tử hình cháu nội. Về đến trung tâm chợ xã, không khó khăn lắm để hỏi thăm nhà của Lê Anh Tuấn, sinh năm 1995, ngụ ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Bởi vụ án còn sát hại cha lắm thương tâm này, ai cũng biết. Thế nhưng không một ai trách hành vi nhẫn tâm của người con mà còn cảm thấy nhẹ nhõm cho cuộc sống của gia đình Tuấn sau này. Băng qua con đường ruộng quanh co, lầy lội, ngôi nhà lá của Tuấn hiện lên hoang tàn, trống trải. Chị Nguyễn Thị Thanh Lài, sinh năm 1967, mẹ của Tuấn mới từ ruộng trở về với vẻ ngoài tiểu tụy, đôi chân trần gầy guộc, lấm lem bùn đất. Thắp nén nhang lên bàn thờ chồng, người phụ nữ tử tốn nói: "Những lời tôi sắp kể không thêm bớt chuyện gì cả. Tất cả đều là lỗi của chồng tôi. Dù linh hồn ông ấy có về trách cứ, tôi cũng không sợ. Cũng may hôm nay mẹ chồng tôi đi vắng, nếu không sẽ không cho tôi tiếp chuyện hoặc đổ hết tội lên đầu thằng Tuấn." Chấm vội giọt nước mắt trực trào, chị bùi ngùi tâm sự: "28 năm trước, tình cờ quen biết Lê Văn Lưng, sinh năm 1966. Người đàn ông theo chị vào thời điểm đó là vô cùng hiền hòa, dễ mến. Nghĩ rằng nếu cưới phải một người tốt mà nhà cửa có đến 29 công ruộng, con cái sau này sẽ có cuộc sống đỡ vất vả. Hai người về chung sống mà không cưới hỏi. Nào ngờ đó lại là quyết định sai lầm, kéo dài tấn bi kịch của chị cho đến tận bây giờ. Đầu tiên chị vấp phải sự phản đối của mẹ chồng khi bà không ưng thuận cô con dâu không môn đăng hộ đối. Không những chỉ cho một công ruộng để canh tác, mẹ chồng còn thường xuyên đai nghiến, trách cứ, khiến chị luôn tủi phận. Thêm vào đó, từ ngày ăn ở với nhau, chị mới phát hiện rõ tính nết biếng nhác, cọc cằn của chồng. Mẹ chồng ghẻ lạnh, chồng không thương. Từ đó chị phải đi làm thuê, tự nuôi thân mình và đứa con còn trong bụng. Có khi lén đào khoai lang của hàng xóm ăn sống cho đỡ cơn đói. Càng ngày người chồng càng bộc lộ rõ bản chất tồi tệ. Sau thời gian ngắn vừa tỏ vẻ quan tâm gia đình, anh bắt đầu sống thật, nhậu nhẹt, bê tha, không chịu làm ăn. Một tháng 30 ngày đến 29 ngày anh say xỉn, động chân động tay với vợ không thương tiếc. Chỉ vào chiếc mũi gãy đến giờ vẫn còn nguyên sẹo, chị nghẹn ngào nhớ lại. Hôm đó ổng nghiền rượu, bắt tôi phải tháo đôi bông tai ra đem đi bán. Tôi không chịu thì ổng nhào tới, ngồi chắn ngang người rồi ra tay liên tục vào tôi, mặc lúc đó tôi đang có bầu. Không chỉ đối xử tệ bạc với vợ, ba đứa con của mình anh cũng không tha. Đứa con gái lớn đã từng bị cha cho như đòn đến bất tỉnh, xỉu giữa ruộng vắng. Tuấn là con trai giữa, cũng từng bị cha lấy dây xích buộc tay chân bỏ vào cái lu đầy nước, suýt phải bỏ mạng vì ngạt thở, dù chẳng ai làm gì có lỗi. Chịu không nổi, hơn 5 năm trước, chị gom hết trong nhà được 150.000 rồi dắt con bỏ trốn lên Sài Thành sinh sống. Sau gần một ngày lội bộ khắp nơi tìm chỗ ở, chị may mắn được một chủ nhà có lòng tốt, không đòi tiền nhà trước. Trừ tiền xe, bao nhiêu tiền còn lại trong người, chị đều mua mì gói cho hai con nhỏ dằn bụng qua ngày. Còn chị và con gái lớn phải nhịn đói suốt 5 ngày liền. Thấy mặt mày hốc hác, tái mét, người dân thương tình giới thiệu việc làm tại một xưởng cửa sắt. Từ đó cuộc sống mẹ con chị mới ổn định hơn. Thương con không đủ cha mẹ, sau hơn một năm xa quê,
chị dẫn con trở về với hy vọng chồng đã sửa lỗi. Bao nhiêu tiền bạc chắt chiu, chị gom hết mua thêm 3 công ruộng của mẹ chồng và đàn heo nhỏ. Thế nhưng lúc vợ còn tiền thì gã ma men còn vui vẻ. Khi hết tiền thì trở lại thói hung tàn. Đàn heo chưa kịp lớn, anh ta đã bán dần từng con lấy tiền ăn nhậu, mua vui ở cà phê, đèn mở. Thậm chí còn dẫn gái bán hoa về nhà ngủ. Chị tuy rất đau lòng nhưng vẫn không dám nói một lời vì sợ đòn đau. Khi chịu không thấu, lại một lần nữa bỏ nhà lên Sài Thành sinh sống. Những ngày cuối năm, mẹ con chị về quê mua sắm đồ đạc, thờ cúng ông bà. Nào ngờ chuyến đi này nhuốm màu tang thương. Trưa ngày 11 tháng 2, đợi mãi vẫn không thấy cha đi nhậu về. Tuấn cả gan hỏi mượn mẹ chiếc xe máy để đi chơi với bạn. Người cha say xỉn khi lảo đảo về, không thấy xe đâu, liền lớn tiếng la mắng vợ, kêu con út đi kiếm. Tuấn hôm đó lại bất thường uống rượu với bạn, nhưng vẫn trở về trả xe, tử tốn, nhận lỗi, lên giường ngủ. Một lúc sau, cha rủ một người bạn về nhà nhậu. Trong lúc ăn uống, người này luôn miệng hỏi thăm về công việc, chỗ ở của mẹ con chị Lài ở Sài Thành và mong muốn qua Tết chị sẽ giúp đỡ khi vợ chồng mình lên sinh sống. Sau khi bạn ra về, người chồng một mực vu oan, vợ đã gian díu với người bạn kia, mặc những lời giãi bày, van xin, quỳ lạy. Chử một hồi, anh ta còn nhắc lại chuyện chiếc xe, mắng vợ mình không biết dạy con, rồi lao vào, nắm tóc, kéo vợ ra vườn, động tay, động chân một trận kinh hồn. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của mẹ, Tuấn choang tỉnh, chạy ra can ngăn, lớn tiếng trách mắng cha. Người cha thấy đứa con bật lại, chạy vào nhà xách hung khí ra. Người vợ vội vàng vào nắm chặt tay chồng, van xin. Rằng có mãi người cha mới chịu buông tay, bỏ đi, nhưng không ngớt chửi bới. Có lẽ sẵn hơi men trong người, Tuấn vác ống bơm xe đạp gần đó, đuổi theo, tác động liên tục vào cha. Nhưng ông may mắn né được, nắm tóc con rúi liên tục vào gốc cây dừa. Chàng trai tức tốc bỏ chạy vào nhà, quay lại với hung khí rồi xông tới vùng nhiều nhát. Những nhát hiểm ác đã khiến nạn nhân ra đi ngay tại chỗ. Vụ án khép lại, người cha vũ phu, nát rượu đã không qua khỏi. Nghịch tử chịu án tù. Là một điều là dù Tuấn gây lỗi tay trời, bà con hàng xóm đều cảm thông, mong muốn hung thủ được tòa án thương tình mà xử mức án thấp nhất. Riêng bà nội của Tuấn lại khác. Dù ở sát bên nhà, chứng kiến biết bao trận tàn ác của con trai mình dành cho vợ con, bà vẫn một mực kêu oan cho con trai. Sắc lạnh hơn, bà còn đến trụ sở công an bịa chuyện cháu nội là đứa hư đốn, đề nghị phải tuyên án tử hình, nhẹ nhất cũng phải chung thân. Mẹ Tuấn ngán ngẩm, không tưởng tượng nổi bà lại nhẫn tâm như vậy. Bao nhiêu sai trái bà đều đổ hết lên đầu thằng cháu. Hồi đó bà ghét tôi đến nỗi kêu thầy cúng về lập đàn làm phép để vợ chồng tôi phải ly dị, rồi xúi chồng và chị em chồng ra tay với tôi, dù tôi không làm gì nên tội, có chăng chỉ là tội nghèo quá. Giờ tôi ở đây mà lòng thấp thỏm, không yên, vì người nhà chồng thường qua kiếm chuyện và đòi sát hại tôi đền mạng. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn phải ở đây làm ruộng kiếm tiền, lo cho con những ngày đi tù. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.